Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong thời gian vừa qua thì một trong những chủ đề được mọi người quan tâm nhất trên kênh Mê Khủng Long TV chính là những quái vật mang bóng hình khủng long, hay có thể gọi bằng cách khác là những bóng ma thời tiền sử. Hai video đầu tiên của chủ đề này đã thu hút khá nhiều lượt xem cũng như bình luận từ các bạn. Chính vì thế, ngày hôm nay Dynoman tôi sẽ quyết định tiếp nối chủ đề này, nhưng chúng ta sẽ không nói về những quái vật mang bóng hình khủng long nữa, mà sẽ là những quái vật khác, mang bóng hình của những sinh vật tiền sử khác như thanh lân cổ rắn hay rực long. Liệu chúng có thật sự tồn tại hay chỉ là hồn ma bóng quế của những sinh vật vĩ đại từng sống cách chúng ta hàng chục triệu năm? Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu nha! Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Đầu tiên, Kongamato. Lai là mảnh đất châu Phi huyền bí. Truyền thuyết của những thổ dân châu Phi sống ở khu vực giáp ranh giữa các nước Zambia, Congo và Angola kể rằng Kongamato là một sinh vật bí hiểm biết bay sống trong rừng sâu. Nó rất khỏe, sở hữu hàm răng sắc nhọn, có cánh và biết bay giống chim. Những mô tả khác về con quái vật này còn cho biết Kongamato không có lông, da nhẵn, toàn thân có màu đỏ với đôi cánh có cấu tạo từ màng thay vì lông vũ, giống với rực long. Ngoài ra nó còn có sừng dài mọc trên đầu cũng như cái đuôi khá dài. Sải cánh của Kongamato cho các mô tả có sự biến động rất lớn, nhỏ nhất chỉ 1-2m còn lớn nhất có thể lên tới 30m. Cái tên của nó trong thổ ngữ của người dân địa phương có nghĩa là kẻ phá thuyền hay kẻ lật thuyền, bởi họ cho rằng Kongamato chính là thủ phạm chuyên tấn công những con thuyền của thổ dân và tấn công người khi họ đến quá gần lãnh thổ của nó. Trong trường hợp con người không bén mảng lại gần lãnh thổ của Kongamato, nó sẽ sơi các loài cá sống dưới sông. Thậm chí còn có lời đồn rằng Kongamato thích ăn xác chết. Do người chết ở châu Phi thường được chôn cất rất nông, nên con quái vật này sẽ đào mộ của người mới chôn ra, lôi xác họ lên để thưởng thức. Không chỉ thổ dân truyền miệng câu chuyện bị một con quái vật có cánh lạ lùng và độc ác tấn công, điều này còn được báo cáo từ một số nhà thám hiểm châu Âu. Theo trang Wiki về động vật huyền bí, nhà thám hiểm Ivan Sanderson là một trong những người châu Âu đầu tiên chạm trán Kongamato. Vào năm 1932, thì trong một chuyến thám hiểm do Bảo tàng Anh tổ chức, Ivan Sanderson cho biết ông đã bị một con quái vật biết bay lớn tấn công. Nó có kích thước của một con đại bàng to, nhưng miệng đầy răng nhọn. Con vật chỉ ngừng tấn công khi phát hiện Ivan Sanderson có khá đông người. Khi Sanderson quay trở về gặp các thổ dân để hỏi về con quái vật, những người này chỉ đơn giản là tháo chạy, thậm chí còn không mang theo đồ đạc tư trang của mình. Lần báo cáo gần đây nhất về Kongamato có lẽ là từ một nhân chứng ở Sudan. Theo nhà nghiên cứu về động vật huyền bí Jonathan Whitcomb thì người này cho biết đã nhìn thấy hai sinh vật biết bay giống rực long bay ở độ cao khoảng 30m với đôi cánh có cấu tạo là màng da và có đuôi dài. Dù vậy thì cho đến nay vẫn chưa có một tấm hình nào xác thực của Kongamato được chụp lại. Những người quan sát chim ở châu Phi cũng chưa có báo cáo khác thường nào về một loài chim lạ hay sinh vật biết bay lạ. Cộng đồng khoa học thì cho rằng Kongamato chỉ là sản phẩm của những pha nhìn gà hóa quốc từ các nhân chứng. Còn bạn có tin Kongamato tồn tại? Thứ hai, chim sâm Bắc Mỹ. Nếu là một người quan tâm tới sinh vật huyền bí thì có thể các bạn đã thấy bức ảnh này vài lần. Trong ảnh, những người cowboy mang trang phục quen thuộc của miền nông thôn ở Mỹ đang tạo dáng cảnh sát của một sinh vật đáng lẽ không thể tồn tại ở thời hiện đại. Đó là một con rực long. Độ cũ và màu trắng đen của bức ảnh càng làm cho nó thêm phần uy tín. Rốt cuộc thì đó thật sự là rực long hay một quái vật nào khác? Không chỉ có bức hình này mà chúng ta còn có nhiều phiên bản khác chụp cảnh một nhóm người đứng cạnh xác một con rực long, từ quân nhân cho đến nông dân và cowboy. Cộng đồng yêu thích sinh vật huyền bí xem đây là bằng chứng về sự tồn tại của một con quái vật giống rực long hay thậm chí là sự tồn tại của rực long thời tiền sử ở thời hiện đại. Họ liên tưởng sinh vật này chính là chim sấm, Thunderbird, một sinh vật huyền bí trong văn hóa và giả sử của người da đỏ bản địa ở Bắc Mỹ, thường được tạo hình trên những cột totem. Truyền thuyết về chim sấm hiện diện trong nền văn hóa của suốt dải Trung Tây Trung Mỹ và được lưu truyền ở những bộ lạc người Mỹ bản xứ từng sống và vẫn còn sinh sống. Mỗi bộ lạc da đỏ lại miêu tả chim sấm theo hình dáng khác nhau. Sở dĩ chúng được gọi là chim sấm bởi chúng có đôi cánh to và mạnh đến nỗi mỗi khi đập cánh sẽ tạo ra tiếng động như sấm rền. Chớp ánh lên từ mắt chúng và nước rơi ra từ lưng chúng tạo thành mưa. Tuy nhiên với góc nhìn này thì chim sấm giống như một thần điểu hay là một quái vật. Về ngoài hình chúng cũng giống các loài chim săn mồi lớn hay là rực long. Vậy những tấm hình nhóm người tạo dáng cùng sinh vật giống rực long kia ở đâu ra? Cộng đồng yêu thích sinh vật huyền bí đã từng nghiên cứu từng tấm hình rất kỹ và trên một trang blog có tên là Thunderbird Photo, người viết đã từng thật kết quả thẩm định độ xác thực của từng tấm hình.
Tấm hình nổi tiếng nhất chính là tấm hình đầu tiên mà các bạn xem, được gọi là Rực Lăng Tombstone vì nó được cho là gắn với một sự việc xảy ra ở thị trấn Tombstone ở bang Arizona. Thực chất là tác phẩm của một họa sĩ kỹ thuật số người Anh tên là Christopher Smith, được ngài đăng lên trang Flickr cá nhân vào năm 2010. Smith cho biết, anh đã tạo ra sinh vật trên bằng cách dùng cánh của rơi ăn trái cây khổng lồ và do đó đôi cánh của sinh vật trên hình khác với đôi cánh của rực long về mặt giải phẫu học. Một số trang web đã lấy hình của Smith và đăng lại không xin phép, nhưng cũng khiến nó lan truyền mạnh mẽ và làm sống lại huyền thoại chim sấm. Trong khi đó thì hai tấm hình chụp cảnh binh lính Mỹ đứng cạnh xác rực long cũng được chia sẻ rất nhiều. Tuy nhiên vào năm 2018 thì một người tên là Brian Dunning cũng tiết lộ rằng hai bức hình thực chất là được thừa từ một chương trình truyền hình của Fox tên là Freaky Links, muốn thảo luận về các sinh vật huyền thoại trong đó có cả chim sấm. Điều đó có nghĩa là chúng được cắt ra từ một cảnh dàn dựng và không phải là những hình ảnh gốc. Những hình ảnh được cho là chụp chim sấm dưới hình dạng rực long khác cũng bị bóc mé về tính chân thực ở các mức độ khác nhau và cho đến nay thì chưa có hình ảnh nào được chứng minh là hình ảnh gốc, có địa điểm hay nhân vật rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng vẫn có một bức hình thật sự đã chụp chim sấm bị thất lạc ở đâu đó và truyền thuyết về chim sấm là hoàn toàn có thật. Thứ ba, quái vật Yuyomaru. Đại dương sâu thẳm là một nơi chứa đựng vô vàn những bí ẩn của tự nhiên và nhiều người tin rằng trong là nước đen tối, nơi ánh mặt trời không thể chiếu rọi, ẩn chứa những sinh vật huyền bí, trong đó có cả những quái vật tiền sử đã tuyệt chủng từ lâu, từ thân lằn cổ rắn cho đến thường long, thậm chí là cả Megalodon. Vào năm 1977, ngoài khơi New Zealand, một chiếc tàu cá quốc tịch Nhật tên là Yuyomaru đang tiến hành đánh bắt thì một thứ kỳ lạ mắc vào lưới của họ. Đó là một cái xác đang trong tình trạng phân hủy mạnh với hình dạng kỳ lạ. Một số thủy thủ khi nhìn thấy cái xác đã ngay lập tức liên tưởng tới những hình ảnh về thằn lằn cổ rắn tiên sử mà họ từng thấy trong sách vở hoặc báo chí. Tuy nhiên, bất chấp sự tò mò của thủy thủ đoàn, vị thuyền trưởng tên là Akira Tanaka đã quyết định vứt bỏ cái xác trở lại biển vì sợ quá trình phân hủy của nó sẽ làm ảnh hưởng đến số cá mà họ đã đánh bắt được. Dù vậy thì vẫn có một số bức ảnh được chụp cùng với những bức vẽ phác họa về sinh vật này, cũng như một số mẫu thịt từ các vị trí khác nhau trên cái xác được lấy để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Tin tức về quái vật mà tàu Yuyomaru bắt gặp khi được truyền về đất liền đã ngay lập tức gây nên một cơn sốt. Nhiều người nhà tin rằng đó chính là một con thằn lằn cổ rắn thời tiền sử còn sống sót và nhiều công ty quản lý các đội tàu đã ra lệnh cho những con tàu của họ tìm cách xác định vị trí cái xác dù không thành công. Theo các mô tả thì cái xác đã phân hủy nặng khoảng 1,8 tấn và dài 10 mét. Thứ trông giống như cổ của nó dài khoảng 1,5 mét, đồng thời nó còn có vây lớn màu đỏ và đuôi dài khoảng 2 mét. Ban đầu người ta cho rằng con vật không có vây lưng, nhưng một số góc ảnh chụp đã cho thấy sự hiện diện của vây lưng. Trong khi không ít nhà khoa học Nhật Bản thời đó đã giả thuyết rằng đó thật sự là xác của một con thằn lằn cổ rắn, thì có một số vẫn tỏ ra hoài nghi và quyết định chờ kết quả xét nghiệm. Cần biết rằng việc khám phá ra cá vây tay vào năm 1938, dù con người tưởng chúng đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước, khiến người ta rất mong chờ vào những phát hiện tương tự. Cuối cùng thì kết quả xét nghiệm dựa trên các mẫu vật được thu thập đã cho kết quả không như nhiều người mong đợi. Các phân tích cho thấy, chúng gần như tương đồng với cá mập phơi, một loài quá sụn khổng lồ chuyên ăn lọc. Các nhà khoa học khác cũng phân tích rằng, quá trình phân hủy xác của cá mập phơi có thể tạo ra hình dạng khác lạ và đánh lừa những nhân chứng rằng trông nó giống như một con thằn lằn cổ rắn, tương tự trường hợp quái thú Strozzi từng được phát hiện tại Scotland. Những mô tả cũng cho thấy cái xác thực chất không hề giống thằn lằn cổ rắn khi phần cổ lại ngắn hơn phần đuôi, đồng thời có sự hiện diện của vây lưng. Những sợi sụn được trông thấy khá rõ cũng chứng minh rằng cái xác đến từ một loài cá sụn chứ không phải bất kỳ động vật tetrapod nào. Mặc dù vậy thì Yuyomaru vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với người Nhật và thậm chí đã đi vào văn hóa đại chúng một cách nhanh chóng. Trong phim Godzilla vs King Ghidorah, người ta từng sử dụng Yuyomaru như một phép tham khảo để củng cố ý niệm rằng Godzilla có thể là một loài khủng long sống sót đến thời hiện đại. Hay một đoạn mở đầu không được sử dụng trong kịch bản của The Lost World Jurassic Park có cảnh một chiếc tàu cá Nhật Bản treo xác ở một con khủng long Parasaurolophus đang phân hủy cũng lấy ý tưởng từ quái vật Yuyomaru. Vâng, vừa rồi là ba quái vật có thể coi là những bóng ma thời tiền sử vẫn ám ảnh nhiều người, nhất là những ai yêu thích những câu chuyện về sinh vật huyền bí, bất kể là chúng có thật hay không. Hy vọng rằng video này đã mang đến cho các bạn những thông tin thú vị và bổ ích. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật video mới các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.